Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Baby Channel. Và hôm nay thì cũng không phải là một bài review nữa, mà chỉ là giới thiệu một cái sản phẩm. Cũng đã mình đã từng làm review rồi. Như các bạn cũng đã biết, cách đây không lâu mình và kênh Baby Channel đã làm một cái bài review về chiếc Galaxy Z Flip. Thì hiện tại bây giờ cái chiếc Galaxy Z Flip đang có mặt trên thị trường, bao gồm những cái màu cơ bản như là Mirror Black là màu đen và Mirror Purple là màu tím. Tuy nhiên còn hai phiên bản đặc biệt nữa, đó là Z Flip màu Gold và Z Flip màu Thom Brown. Thì hiện tại trên tay mình, và mình cũng không có thể nhập về cái phiên bản Thom Brown được bởi vì cái giá nó khá là cao. Nhưng hiện tại mình đã mượn được của cửa hàng điện thoại là Bạch Long Mobile và Viễn Đông Mobile được một chiếc Z Flip màu Gold. Thì mình sẽ làm cái video này để unbox để cho các bạn biết là chiếc Z Flip màu Gold thì về hình ảnh thực tế như thế nào. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào video unbox thôi. Và đây là cái hộp của chiếc Galaxy Z Flip màu Gold. Một cái đặc điểm để cho các bạn dễ nhận dạng về cái màu sắc của chiếc máy mình sở hữu, đó chính là cái chữ Z ở phía trên cái mặt hộp ở đây. Nếu là màu tím thì nó sẽ là màu tím, màu đen là màu đen, còn màu gold thì nó sẽ là màu gold. Còn cái phiên bản Thom Brown thì mình cũng chưa biết là nó là như thế nào, nhưng mà nghe nói là nó sẽ có ba cái đường sọc ở đây để mà thể hiện. Thì chút xíu nữa mình sẽ quăng một số cái hình ảnh về cái phiên bản Thom Brown cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ unbox. Như các bạn cũng thấy là nó cũng có một cái chữ Flip màu gold ở phía trong ha. Rồi đầu tiên vẫn là cái tờ giấy ghi cái hướng dẫn, ghi cái câu mấy cái câu chú, và đây là chiếc máy của mình. Wow, khá là bóng bẩy và khá là sang, đẹp mắt. Vì cái ánh đèn mà của studio đang đánh vào nên có thể các bạn cũng chưa có nhìn rõ được cái màu sắc của nó, nhưng mà về mặt chung mà mình nhìn thì mình thấy nó cũng khá là ok. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái tạm cái seal này ra để xem còn phía bên trong chiếc máy như thế nào. Về những cái phụ kiện của nó thì mình sẽ bỏ qua bởi vì nó cũng y chang thôi, nó không có quá nhiều cái sự khác biệt. Rồi đây, như các bạn đang thấy là cái chiếc máy của mình được phủ một cái màu gold, mirror gold rất là đẹp, và khi có những cánh đèn nó đánh vào nó sẽ có cái hiệu ứng giống như cái màu Aura Glow ở trên con Note 10 Plus vậy. Nó có cái phần cầu vòng rất là ok. Thì toàn bộ những cái dải của nó là đều được đánh màu vàng hết. Nút nguồn, âm lượng, volume, khe sim, vân vân cũng là màu gold. Và cái cụm camera ở đây thì cái phần trồi lên của nó cũng đánh màu gold. Và một cái đặc biệt nữa là Samsung rất là quan trọng đến những cái chi tiết, bao gồm là ngay cả cái chỗ che cái bản lề ở đây nó cũng làm bằng màu gold, và vẫn có cái logo của Samsung ở đây. Phía bên trong thì không có gì thay đổi cả, phía bên trong thì cũng vậy, nói chung là vẫn chỉ khác với cái màu phía bên ngoài thôi. Sau một hồi cầm nắm và cảm nhận thì mình thấy là tuy cái màu gold nó rất là đẹp, nhưng mà cái mức độ bám vân tay của mình ở trên chiếc máy này nó có thể là nó sẽ cao hơn cả trên phiên bản màu đen và màu tím mà hai chiếc máy mình đã từng cầm trước đây. Đó là do cái màu vàng nó rất là dễ ấm lên những cái thể hiện lại trên bề mặt của nó, đặc biệt nó như cái tấm đây gọi là cái màu mirror gold nữa. Đó thì như các bạn thấy là sau chỉ mới khoảng 5 phút mình cầm thôi thì cái dấu vân tay nó đã bám đầy đủ ở trên cái chiếc máy này rồi. Tuy nhiên thì về tình hình và đánh giá chung thì mình thấy chiếc Samsung Galaxy Z Flip màu gold này vẫn là một chiếc máy rất là đẹp. Và về phần cái cấu hình của nó thì nó không khác gì với những người anh em của nó là những cái màu khác, thì nó vẫn sở hữu cái cấu hình tương đương thôi, nên mình sẽ không đi chuyên sâu về cái đó, mà mình chỉ đi chuyên sâu về cái sản phẩm và cái màu sắc của nó mà thôi. Là họ sẽ tặng kèm cho mình một cái bộ ốp lưng đôi nằm ở phía bên trong của cái hộp này. Đây, nó nằm ở đây đây. Và các bạn cũng chú ý luôn là để cho cái bộ màu sắc của nó có thể đẹp nhất, sáng nhất, thì cái bản thân của cái ốp lưng này thì những cái viền của nó cũng được đánh bằng màu gold. Nó vẫn là cái ốp lưng nhựa bình thường thôi, nhưng mà nó vẫn được đánh bằng cái màu gold. Khi các bạn lắp vào máy thì nó vẫn có cái sự đồng điệu với cái chiếc Galaxy Z Flip của mình. Rồi thì ai sẽ là người sở hữu chiếc Galaxy Z Flip này? Thứ nhất là những người đang tìm một cái sự đặc biệt và độc đáo trong cái thiết kế ngôn ngữ của điện thoại so với những cái chiếc điện thoại phẳng lì khá là nhàm chán trong cái thời điểm hiện tại gần đây. Thứ
Thứ hai là đối với những người có cái hầu bao lớn và muốn trải nghiệm một cái công nghệ nó khác biệt hơn so với những cái chiếc máy thông thường. Và thứ ba, đơn giản hơn, đó là họ là fan của Samsung và họ chấp nhận cái mức giá của Samsung đưa ra để có thể sở hữu cái sản phẩm này. Vậy thì sản phẩm này có những cái điểm yếu gì thì các bạn hãy xem lại những cái video mình phía trước, mình sẽ để cái video đó vào cái cuối của cái phim này để các bạn có thể click lại và xem lại. Rồi, đây là video unbox của mình về chiếc Samsung Galaxy Z Flip màu gold. Các bạn nghĩ sao về cái màu này và liệu các bạn có là người tiếp theo để sở hữu cái phiên bản màu gold này hay không? Hãy cho mình biết bằng các comment ở phía bên dưới. Đừng quên like và subscribe vào kênh của V Channel. Đồng thời cũng cảm ơn Bạch Long Mobile và Viễn Đông Mobile đã cho mình mượn chiếc máy này để có thể làm review. Các bạn muốn đến cái cửa hàng này để xem chiếc máy này thì vui lòng hãy xem những cái link ở phía bên dưới kèm theo cái số điện thoại hotline mà có thể gọi trực tiếp luôn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mình phải đi trả máy đây để mượn luôn. Bye bye.